Mến chào cô chú, anh chị em và các bạn đến với kênh An Tánh California Cuộc Sống Mỹ. Sáng cuối tuần, gia đình mình xin chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe nhé. Các bạn ơi, các bạn thấy hoa súng nhà mình hôm nay nở có đẹp không nè? Cali mùa hè thì trời mau sáng lắm các bạn. Mới 5 giờ sáng, 6 giờ sáng thôi là hai vợ chồng ra ngoài vườn làm vườn rồi. Sẵn tiện mình quay mình chia sẻ với cô chú, anh chị em và các bạn một ít loại hoa nhà mình trồng. Rất là dễ trồng. Lại mình đào, mình giục mấy cái rễ đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị trồng ít bông cúc và bông củ quệ ha. Đây là chia sẻ với các bạn. Cái này là củ quệ hôm hổm mình mua ở Nai Nai Sen đó. Hình như là có một đồng túi à. Túi trong đây họ bán được 2-3 củ gì đó không biết nữa. Củ nhỏ, ồ 4 củ. Củ nhỏ thì 4 củ ha. À, củ lớn thì 3 củ. Chia sẻ với các bạn là cái củ quệ cũ nhà mình nè, ở trước mình trồng nhiều lắm, tới mùa hè tự động nó còn củ ở dưới đó các bạn, tự động nó lên bông đẹp lắm. Bây giờ mấy củ này nó nồi lòi lên là mình cũng đem ra mình trồng chung vô cái hẻm chỗ đó luôn. Còn đây là cái những cái chậu bông cúc mà hôm Tết mình mua mình trồng đó các bạn. Ở lộn, hôm Tết là những chậu bông cúc này là hôm Tết mình mua mình chưng đó, xong rồi mình cắt sát gốc xuống ha, mình cũng vẫn để trong chậu vậy luôn. Bây giờ mùa hè rồi mình mang ra mình trồng xuống, thì các bạn biết bông cúc trồng là sống quanh năm ha. Mùa đông thì nó không có ra bông nhiều thôi, chứ mùa hè nó ra bông nhiều dữ lắm. Đây là mấy cái bông quệ nhà mình nở lên nè. Hôm trước mình cắt vô một đợt rồi đó. Nhà mình mua đủ màu luôn, màu cam, màu đỏ, màu vàng. Để quay cho cô chú anh chị em và các bạn xem ha. Còn cái này là bông cẩm tú cầu nè. Cẩm tú cầu này má mình trồng á. Nhà mình cũng cắt vô cúng trên bàn thờ á các bạn. Bây giờ mình đi mình trồng tiếp những cái củ quệ xuống ở trước hẻm này nè, đó các bạn thấy không, Phượng ghi gần cho các bạn xem ha. Đây 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 những củ quệ nè đó. Các bạn đừng có sợ mùa đông cái nó tàn tàn xuống, cái tới mùa hè cái bắt đầu nó lên lá xanh tươi tốt, bắt đầu ra bông cho mình nè. Những cái này dễ trồng ha. Phượng chia sẻ với các bạn là cái loại bông củ quệ với lại bông cẩm tú cầu nè, bông cúc nè, là những cái loại bông mà mình dễ trồng nhất luôn á. Mà cái mình sen sen theo vô chứ Phượng cũng không có trồng nguyên luống loại nó không nữa, cũng trồng cây ăn trái thì cái mình xen xen vô, có rau cải đồ dưới, nói chung là tùm lum hết. Đây nè, chậu cẩm tú cầu nè, đằng kia một chậu nữa. Tưới xong chưa anh? Rồi, bây giờ đất sẽ trồng cuối tuần rồi đó. Hồi sáng giờ Phượng đang ra Phượng làm cỏ mà không có quay khúc làm cỏ cho các bạn xem. Rồi Sang mới ra tới nè, Sang tưới đất rồi cải tạo của Phượng. Quay cho các bạn xem cây bưởi nhà mình nè. Cây bưởi nhà mình thì trồng trong chậu thôi mà trái nhiều lắm. Không biết đậu được mấy trái này không biết nữa. Đây là cái trái to nhất nè, Phượng quay cho các bạn xem nha. Mà hồi lúc đó Sang mua nhỏ xíu à. Có nhánh nhỏ xíu mà giờ cái gốc to lắm đó. Các bạn ơi, đó có nằng ốc nữa nè. Cho đi du lịch đi. Bây giờ em xúc đất thì anh xúc đất bỏ vô. Em xúc ha. À, giao nhiệm vụ cao cả cho ba Sang là xúc đất vô đi rồi em trồng xuống cho. Đất mình không bỏ mình cải tạo là cái này là đất mình năm rồi á, mình trồng cây bông yên điển á các bạn. Năm nay mình sẽ cải tạo lại với cải tạo cái hẻm đất này luôn, mình cũng không có bỏ đất gì hết á. Mình cũng không có bón phân gì hết luôn, mình sử dụng đất cũ hoàn toàn ha. Cái này là chia sẻ với các bạn là cách giống như là mình tiết kiệm, nhà mình có cây gì mình đem ra trồng đó nè. Củ quệ thì mình mua ở Nai Nai Sen có 1 đồng một bụi à, một túi à. 1 đồng túi mà trong đó củ lớn thì họ bán 3 củ. Củ nhỏ thì 4 củ. Và những cây củ quệ cũ của mình á, mình đem ra mình tước ra mình trồng xuống rồi với lại cúc á mình mua hồi Tết đó các bạn, mình cắt xuống rồi giờ nó lên tốt, nó có bông rồi nè, bây giờ mình cho xuống đất mình trồng. Nói chung là nhà mình thì cũng ít có trồng bông lắm, trồng cây ăn trái rau cải là nhiều, bông thì ít ít thôi chứ không phải là khu vườn nhà mình chỉ chuyên trồng bông ha. Mình chia sẻ với các bạn là những cái loại bông này là dễ trồng nhất. mùa đông thì nó tàn tàn xuống, mùa hè lên tới đó ba. Phượng ra vườn lúc nào cũng vậy, Phượng thích ngắm bông sen bông súng nhà mình lắm. Nhà mình nay thêm được 3-4 búp sen nhú nhú lên nè các bạn ơi. Sáng sớm tờ mờ sáng là mình ra vườn rồi, hai chồng cùng nhau làm vườn. Rồi bây giờ thì Phượng sẽ trồng những cái củ của nhà mình xuống trước nha. Củ đó lâu năm rồi đó. Hả?
Cô nó lâu năm rồi đó. À, củ này lâu năm lắm rồi đó. Để nó hôm nay thiếu nước rồi đó. Trồng xuống là nó dục lên lại. Để bên kế cây sâm bu chê nè. Trồng ngoài này trước đi hả? Ừ, thôi kệ củ này cho trồng chỗ này trước đi. À, anh tính trồng cái cây bông điển xuống đây luôn ha anh? Tính mà không biết có nên không? Trồng không? Trồng thì em né biết cho anh để đang suy nghĩ, đang suy nghĩ. Có thể là trồng sát cho ngoài đây. Ngoài đâu? Ngoài đây nè. Ờ, chỗ đó hả? Ngoài đây lý tưởng hơn anh nghĩ. Ngoài đó dễ bẻ hơn á. Rồi, mình quyết định vậy đi ha. Ừ. Trồng củ này xuống. Rồi, mình bị đục máy cũ nè. Cái này là đâu có hư đâu các bạn. Nó vậy chứ, giờ bữa nó lên lại à. Nó vậy nó héo héo gì cho nó lên. Vậy chứ chưa ướt đất xuống nữa bà ơi. Thì chút xíu mình tưới tiếp. Bởi vì nói đất đây nó khô lắm. Mình có cần lắp qua qua luôn không ba? Không sao hết trơn, thì lắp nó cũng lên nè. Củ bông mà. Củ bông cũng đâm lên nè. Nên cũng nhỏ này cho mày kế đây luôn đi. Mình sẽ trồng màu đỏ nè. Cái bịch này nó có đủ màu trong đây luôn đó các bạn. Cái loại này màu hồng. Còn cái loại này màu tím. Thì trong các màu là Phượng thích nhất là màu đỏ. Nha, mình trồng màu đỏ trước nha. Các bạn mà coi video cũ của mình hôm trước hai chồng đi mua cũng lâu rồi, hôm nay nó xuống xuống chỗ chồng nè. Mình cái loại màu đỏ thì mình được 4 củ nè các bạn. Bây giờ mình trồng xuống nha. Mình trồng 4 củ một góc đi. 4 củ một góc luôn ha. Hoặc là thưa thưa chút xíu cũng được. Mình lắp củ lên mặt luôn. Rồi, đó tơi luôn. Đất này nãy Phượng xới nó tơi lắm luôn rồi đó. Phượng lấy cái đồ cào này nè các bạn. Phượng xới, Phượng lựa mấy cái giờ là xong rồi đó. Rồi mình tưới nước lên. Đây là cái chậu màu tím ha. Thì Phượng sẽ trồng từng khóm màu tím, màu hồng, màu đỏ ha các bạn. Mình cũng làm tương tự vậy ha, mình khoét mình đọc mình bỏ một cái lỗ nhỏ xuống rồi xong mình cho xuống rồi xong mình lấp đất lại thôi, đơn giản nhất luôn là vậy đó. Rồi, giờ mình trồng tiếp nha các bạn. Rễ không. Giờ anh Sang sẽ moi hai cái lỗ để mà mình cho cái cây bông điên điển xuống nha các bạn. Thì bây giờ anh Sang sẽ đào một cái lỗ hơi to to chút xíu nè. Cái này thì mình không trồng bông nha, mà mình trồng bông điên điển nha. Mình không trồng bông cúc, bông quệ gì đó, mình trồng bông điên điển nè. Các bạn biết không, ở trên thì nhà mình lớp đá sỏi đó, mình phải môi tuốt tuốt ở dưới đó, cho chúng cái lớp đất á, xốp á, đất thịt á, mình mới trồng được nha các bạn. Môi lên cũng nhiều quá anh ha. Cái chỗ này là mình lúc nãy nhà mình để cái cầu nè, anh Sa anh muốn trồng ngay chỗ này, thành ra anh trồng hai bên. Bỏ giờ miếng phân vô ha anh. Cho nó miếng phân, mình lắp đất lên chứ mình mới bỏ xuống. Ừ. Tới lúc mà rễ nó mạnh ăn xuống cái đụng phân. Ừ. Đây, khi mà anh Sang đào cái lỗ xong rồi các bạn, thì anh Sang sẽ cho một ít phân xuống. Phân gì á anh? Phân tăng trưởng. Phân tăng trưởng. Đó, mình cho phân xuống các bạn thấy không? Rồi xong mình là lấp đất lại miếng, xong mình cho cái cây bông điên điển xuống ha. Còn qua bên đây thì Phượng đã trồng xong rồi nè. Vĩnh này là Phượng sẽ trồng bông quệ. Quệ tím, quệ đỏ, quệ hồng. Bên kia trồng chậu cúc. Đây cũng chậu cúc luôn. Rồi. Đây là gieo nhà nè. Gieo nhà này lắm. Năm rồi là giờ này là bông điên điển của mình nó có bông luôn rồi đó các bạn ơi. Năm nay không biết làm sao nè. Năm nay trễ quá, không biết là có bao kịp không, mùa hè không nữa. Quá trời rễ dưới rồi kìa anh. Tính trồng không đá mà thôi. Rồi, hạ xuống luôn đi. Hơi khó vô quá. An toàn. Nó cũng có ấy cái chỗ nách lá nó cũng nhú nhú lên nè anh. Hôm nay nhà mình sẽ trồng hai cây bông điên điển hai bên. Rồi cái chỗ cây quệ lớn này nè là anh Sang trồng cây bông điên điển chỗ này nè các bạn. Cũng mới dục cái cây chết năm rồi đó. Vậy là mình sờ trồng xong một cây rồi nè các bạn. Lát Phượng lấy dây Phượng cột lên, cột cho nó đứng cây lên. Năm nay hy vọng là sẽ có bông điên điển nữa nè. Chứ mùa rồi thì giờ này thì cây nó lên bông rồi đó. Giờ này thì mới trồng nó xuống đất thôi à. Năm nay trời thời tiết nó hơi khác năm rồi một chút.
tiếp tục cây thứ hai. Cây này cũng ươm nhà. Đang cho chia sẻ với cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay nhà mình sẽ trồng cây bông niên điển xuống đất, với lại trồng ít bông huệ, bông cúc. Cúc thì các bạn mình mua mà nhà mình mà mua năm Tết đó, năm Tết Việt Nam mình đó, nó có cò bán đó, xong mình chưng xong mình cắt sát xuống, mình để cho nó lên tược mùa hè mình xuống, mình cho xuống đất. Nếu mà mình cho xuống đất á các bạn, mà nó chịu, cúc mà nó chịu đất á là nó sống được cũng lâu lắm, cứ mùa hè lại lên bông lại à. Nó chỗ đó còn cây bông cúc cũ đó, gốc cũ đó nãy em bơi xới cải tạo đất, không thấy còn để đó. Đó, vậy là mình đã trồng xong hai cái chậu bông điên điển xuống rồi đó các bạn. Cái phỉnh này là nhà mình gắn cái cầu, giờ mình gắn cầu qua nhanh. Sáng sớm thì hai chồng ra là trồng được rồi, xong nhiệm vụ rồi đó, còn đi vòng vòng làm cỏ quét sân nữa. Rồi sau khi ấy xong thì Phường sẽ dùng cái loại dây mũ này ha. Dây mũ này để chiên làm giường đó. Mình sẽ tóm mình cột lên nha các bạn. Cột nhẹ nhẹ thôi cho nó chịu cái cây lên thôi, không có cần cột sát. Để cho cây nó ngã xuống. Mình đặt này các bạn. Video chia sẻ của gia đình mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video sau. Các bạn xem video của mình thấy hay và hữu ích thì hãy cho mình một like và một cái comment. Đó là một cái động lực để giúp mình làm thêm nhiều video chia sẻ để gửi đến cô chú, anh chị em và các bạn. Gia đình mình xin kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, an lành bên người thân yêu và gia đình. Mình luôn trao cho nhau những nụ cười, đó là một niềm vui và một hạnh phúc mỗi ngày. Các bạn tình cờ xem thấy video này của mình thì hãy cho mình một like và một cái subscribe. Và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi gia đình mình post video lên thì các bạn có thể xem được nhé. Giờ thì mình xin bye bye. Thank you.